Thì đi cái người ta không muốn cho thuốc uống, cái bây giờ uống tới đâu hay tới đó, Trời ơi. Người sống ta như nào qua nhà đó, với mẹ chạy đi mượn nợ. Chờ lúc mà lên tới bệnh viện được có anh chị mấy rồi, cái người ta kêu đóng hết. Cái lúc là buổi tối làm ổ, người ta kêu đóng 4 triệu mấy, cái đau bụng quá không có tiền, đợi mẹ lên lấy tiền đóng tiền tao mới mở được. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Châu Thành của tỉnh Trà Vinh. Ngày hôm nay thì Bùi Hồ cũng quay lại hoàn cảnh một cô gái sau khi bị một thanh niên lạ mặt lừa đến công an. Và sau đó thì em trở về đây. Người mà Bùi Hồ nói đến đó là Liên, một cô gái từ nhỏ phải đi Sài Gòn kiếm tiền trị bệnh, nhưng mà không may thì lại bị một trai lạ lừa. Và ngày trở về đây thì cũng gặp rất là nhiều khó khăn. Và thời điểm này cô bác quý anh chị cũng biết là miền Tây thì đợt vào đợt mưa bão rất là nhiều, và ngôi nhà của em hiện nay thì cũng khá là mục nát, được cô Suli Hoàng ở Mỹ cũng như là Mạnh Thường Quân á, nhờ khảo sát xem thử coi ngôi nhà này nếu như mà sửa lại cho cho em Liên cùng với con của mình cũng như là ba với mẹ có một cái nơi trú mưa trú nắng đúng nghĩa. Ngày hôm nay thì Bùi Hồ cùng với anh Hợp là đội thợ hồ á có mặt ở tại ngôi nhà của Liên cùng với ba mẹ của mình để khảo sát. Và bây giờ mời cô bác quý anh chị cùng vô trong với Bùi Hồ ha. Cái phần đây là cái phần không gian của nhà bếp nè. Ngôi nhà bếp này thì chúng ta cảm thấy là những cái phần lá thì cũng sử dụng có tuổi ni cái tuổi rất là lâu rồi. Anh Hợp chào chào cô bác quý anh chị. Nãy giờ anh Hợp đi khảo sát cái ngôi nhà cô bác quý anh chị. Ngày hôm nay thì cũng nhờ anh Hợp xuống đây để mà coi dự toán nữa ngôi nhà, nếu như mà cái hạng mục nào mà sửa được thì sửa, thay được thì thay, để mà tiết kiệm cái chi phí á cô bác quý anh chị. Cái phần ở nhà bếp thì đa số toàn bộ mình nhận thấy là được làm bằng cây và sử dụng cũng khá là lâu nên phần lá cũng đã mục rồi. Trước khi vô đây thì Bùi Hồ cũng có hỏi em Liên á, là mấy ngày qua thì mưa gió thì sao. Liên có chia sẻ là mưa gió thì hai phần vách của hai bên nhà đó là cái phần làm bằng lá nên dột rất là nhiều. Ở đây hả cô bác anh chị. Còn đây là cái nhà vệ sinh. Cái nhà vệ sinh bên đây á thì không có cái cánh cửa luôn. Không có cái cánh cửa mà nữ á, thì việc mà đi tắm cũng như đi vệ sinh á không có một cái cánh cửa để mà cho nó kín đáo thì rất là bất tiện luôn nè cô bác anh chị. Đây, qua đây ha. Đây. Chỉ có là một cái tấm màn thôi. Đó, cũng khá là ẩm thấp luôn nè. Nước sử dụng hình như là giặt ở đây ha. Giặt ở đây rồi nước nó nước đọng nước tù nó chảy ra nè kia. Còn đây là cái phần nhà nè. Trời ơi. Hôm nay chào cô. Dạ dạ hôm nay mình ăn cơm cái gì hả cô? Dạ, ăn cơm với cá kho. Cá kho Dạ nhà mình mới ăn xong hả? Dạ Dạ cá kho là mình nấu cơm bên đây hả cô? Dạ Cho con coi với được không? Dạ, có được. À, cô dở không coi? À, cô chú ở đây là người đồng bào Khmer. Không Đây là nồi rồi. cơm ha. Ở bên đây cơm. Này là canh măng đúng không cô? Dạ. Canh măng. Còn nồi này đen Nó quá trời, nấu nếp cho em bé. nấu nước cho em bé ha. Dạ. Ủa cái nồi, cái lò này là cái lò lò đất tự nắng Dạ đúng không? Dạ Tự nhà mình nắng. Ở dưới này là có một cái miếng đan. Dạ. Rồi sau đó là tự nắng mấy ông táo, ba ông táo lên. Dạ. Rồi mình làm cái lò bếp củi luôn. Nồi làm cho. Nhà bếp mình cắt lâu chưa con? Dạ cũng lâu rồi, mấy năm rồi. À, dạ hả? Mấy năm rồi hả? Dạ. Ở đây là không có lót gạch gì á, chỉ là Dạ. cái nền đất thôi à, Dạ. nền đất rồi nấu củi. À, khô vô trong tí xíu đi ha. Dạ. Dạ. À, đây là cái nơi mà để muối đường bột ngọt nước mắm thôi nè cô bác anh chị. Dạ. Đây là cái tủ cạc măng dê. Dạ. Nhà thì ở cái phần sau này á
đường dần lá với lại những cái thiết gô á, rất là tạm bợ, coi như là phần này không thể nào sử dụng được. Có gia cố những cái cây cột được nè. Vô đây đi con. Dạ. Cô năm nay nhiêu con quên rồi? À, 50 à. 50 hả? Dạ. Chào Liên nha. Chào Liên. Không không, con ngồi ở dưới được rồi, khỏi cần ghế đâu. Con đi tham quan tí xíu ha. Dạ. Cái phần bên đó là mấy ngày qua mưa thì sao cô? Dạ, con bị dột. Dột hả? Dạ. Dột nhiều không? Dạ, con nhiều. Nhiều hả? Dạ. À, mình chỉ có cái phần tường này thôi. Dạ. Bên đây là cũng vách lá luôn. Cặp vô cái cây cột này nó cũng đã hư hết rồi. Mà nhà nước người ta cho. Dạ. Sửa được nhiều đó. Dạ, ra trước đi con. Ở đây thì được lót gạch này, lót gạch men. Nhà nước cho phần gạch này luôn hả con? Dạ. À. Cũng lâu lắm. Nhìn thấy ông trời luôn. Dạ. Ở nhà là chỉ có một cái chiếc giường này với cái chiếc giường ở trong thôi. Dạ. Giường này anh chị đó, người ta cho luôn. Người ta cho luôn ha. Cái tủ. Bà nội tủ. Cho. Bà nội cho. Dạ. À, vô đây đi cô. Nhà này cũng không có rộng lắm cô bác quý anh chị. Cây này không biết là còn được không? Đòn tay nè. Này cho được bao nhiêu năm rồi hả cô ha? Dạ cũng lâu rồi. Lâu rồi hả? Dạ. Qua đây đi cô. Đúng rồi, ở cũ hết rồi. Chỉ có cái phần này, vách này với đằng trước là được làm bằng tường thôi. Dạ. Rồi, qua đây đi. Bé ngủ rồi hả? Dạ. Bé ngủ rồi. Có ai đưa bé không? Mình ra đây mình ngồi nói chuyện đi, đợi sợ bé thức á. Ha. Dạ. Rồi, chào Liên, chào cô nha. Dạ. Mấy ngày qua thì bé sao rồi Liên? Hả? Dễ không? Dạ. Mấy ngày qua em còn khóc nữa không? Còn hả? Cái căn bệnh bú cổ của em thì sao rồi? Thì nó cũng vậy. Dạ. Yeah. Sao nhắc tới cứ khóc hoài vậy? Hả? Nghĩ lại cái... Ôi, cái căn bệnh muốn cổ càng ngày càng bự. Dạ đúng rồi. Mấy ngày qua nhà mình còn tiền không? Bữa anh to cũng còn, cũng để dành cho con. Mới xưa mới gì. Còn được nhiều không? Dạ, còn gửi người ta, gửi bài gì á. Rồi ở nhà còn sữa không? Dạ còn. Bữa người ta cho sữa mày mới học á. Gì hả? Dạ, giờ còn 4 năm học. Còn 4 năm học? Dạ. Rồi mấy ngày mưa thì sao? Mưa thì nó cũng tạt. Dạ. Dạ. Tối mẹ con rồi có chỗ ngủ không? Thì có khi cũng không có ngủ được tại vì trời mưa tạt quá. Dạ hả? Dạ. Nhắc lại cái chuyện xưa còn buồn hay là em thấy cái cuộc sống mình khổ quá em khóc? Dạ đúng rồi, thấy cuộc sống mình khổ. Ờ, em có xem qua cái đoạn clip của mình trên mạng á. Dạ. Có nhiều người người ta, em có đọc chữ được không? Dạ được. Nhiều người người ta nói ra nói vô thì em thấy như thế nào? Thấy mình nghĩ giờ mình lỡ vậy em biết sai rồi. Ngoài cái căn bệnh bú cổ ra thì Liên còn cái căn bệnh tim nữa đúng không? Dạ đúng rồi. Đi khám bác sĩ nó căn bệnh tim của mình sao Liên? À, lúc mà em đi khám bảo hiểm là bác sĩ nói là kiểu như bú là kiểu như xuống trái tim mày. Cái gì bú gì? Bú cổ á. À. Kiểu như nó lây tim á. Trời ơi. Tại vì của em lâu năm á, em không tiền cái em đi khám bảo hiểm uống thuốc nghĩ à. Tới đâu hay tới đó. Bác sĩ nó xuống thòng xuống tới tim rồi hả? Dạ đúng rồi. Mình bác sĩ có nói nguy hiểm dữ không? Dạ có. Thì lúc nghe bác sĩ nói vậy thì sao? Thì vì cái người ta không muốn cho thuốc uống cái nó giờ uống tới đâu hay tới đó. Trời ơi. Sống ta... ngày nào qua nhà đó. Cái gì? Ý là sống ngày nào qua nhà đó. Bác sĩ nói vậy đó hả? Dạ.
là bác sĩ nói lâu chưa? Cũng lâu à. Vậy hả? Dạ. Hiện nay tối thì mình có ngủ gì được không? Vì con của mình bú sữa thì sao? Mấy nay thì cái đi chích ngừa nó hành, cái đâu có ngủ được gì đâu, khóc suốt đêm. Khóc suốt đêm luôn hả? Dạ. Thức canh em bé suốt đêm. Dạ. Khi nghe bác sĩ nói vậy em hụt hẫng dữ không Liên? Dạ có anh. Em có lo lắng rằng mình sức khỏe mình yếu quá, mình chăm sóc bé không nổi không? Nếu không nổi mình cũng ráng ngồi chứ mình không chăm thì ai chăm? Hả? Cái máy này em đi đau quá, cái uống thuốc nam một ngày 100-200 ngàn. Cái uống thì cũng thấy đỡ đỡ, hết thuốc thì nó cũng vậy. Con vậy con không được. Sao con khóc? Bà có vô ổn chứ ta. Uống thuốc nam ngày mấy trăm ngàn nữa? Dạ ngày 200-300. Vậy hả? Dạ. Mình lấy thuốc gần đây không em? Dạ. Ở bên, ở dưới Châu Thành, ở trên Châu Thành á. Dạ. Mày nhờ mẹ đi lấy giùm hả gì? Dạ. Em tự đi là lấy hay là ai đi lấy giùm? Dạ, ba chở em đi. Nếu như có một điều ước bây giờ thì em sẽ ước gì? Điều ước của em giờ cũng có nhà ở, xe nắng, xe mưa. Với chị bạn. Vậy hả? Cô ơi, con không biết vì sao cô khóc á. Thế nó bệnh, nó biết không sao, tại bệnh cho nó hết. Dạ hả? Dạ. Với chị con thương nợ quá trời. Hồi đó tại bệnh cho nó, mà người ta chịu tại bệnh nó không hết. Cô cứ lo con mình càng ngày càng yếu không? Dạ. Bây giờ còn buồn hận con mình không? Dạ không còn. Nhưng mà cô nghĩ lại phải thương con mình nhiều hơn chứ hả? Dạ. Cái giận thì giận thì vẫn phải giận đúng không con? Dạ. Nhưng mà bây giờ thương con mình cũng nhiều hơn đúng không? Dạ. Chứ bây giờ bỏ thì ai đâu mà lo liệu đúng không con? Nghe bác sĩ người ta nói trong ngày nào nhà ngày đó thế. Dạ. Buồn quá ta. Sao con? Bác sĩ thấy nó bệnh á. Dạ. Nó bệnh á. Dạ. Sao ngày nào nhà ngày đó cứ thấy buồn. Dạ. Thấy buồn. Con của mình là từ nhỏ là phải lao động ở trên Sài Gòn rồi. Dạ. Rồi thậm chí là vì đi chữa bệnh mà phải vướng vào một cái tên Sở Khanh. Dạ. Để ra nông nổi như thế này. Con nghĩ là cô nên đồng cảm, đồng hành với lại Liên nhiều hơn á. Dạ. Bây giờ là có thường lại đựng cháu ngoại của mình không? Dạ. Nghĩ bây giờ là mình sợ con mình nó càng yếu đúng không cô? Dạ. Cứ khóc à. Rồi uống thuốc ngày 100-200 ngàn. Được. Ăn cơm thì có đầy đủ chất cho em bé có sữa bú không? Cái này là uống sữa em đói được đó. Uống sữa bình không mà. Tại vì từ lúc sanh bác sĩ nói là không uống sữa mẹ được. Vì sao á? Tại vì lây á, uống sợ lây à. Tại vì có em đã như vậy là uống không lây tim cho bé à. Dạ. Bác sĩ nói bú của em là ác tính hay lành tính? Dạ cường giáp. Cường giáp hả? Dạ. Vì lâu năm quá. Dạ. Lâu năm quá về không hết á. Uống thuốc hoài hoài. À bị bệnh cường giáp. Dạ. Rồi cứ uống thuốc hoài luôn. Từ hồi lúc nhiêu tuổi là bệnh rồi Liên? Hồi lúc là mười mấy tuổi là em cũng bị rồi. Lúc đó là nít nhỏ xíu à. Ừ. Cái thời gian em uống thuốc cái nó càng ngày càng bự. Ừ. Cái em mới đi đề nghị bác sĩ nói là em hỏi bác sĩ mỗi nhiêu, bác sĩ nói tầm 20-20 mấy. Cái em mới lên đi làm kiếm tiền mổ. Cái vậy là bị người ta lừa vậy. Anh biết em cũng vì chữ hiếu không muốn nặng gánh với ba mẹ của mình mà em phải lên Sài Gòn làm từ lúc nhỏ. Dạ. Còn rất là nhỏ rồi bây giờ thì lại ra nông nổi như thế này. Dạ. Thì chữ hiếu trả chưa xong thì lại thêm gánh nặng cho gia đình của mình. Yeah. Thì nếu như cho em
một điều ước để em bù đắp cái chữ hiếu với ba mẹ mình, em sẽ ước gì? Tại bây giờ anh biết là cái sức khỏe của em cũng không còn đủ nhiều nữa. Em sẽ ước gì? Thì ước không có em sẽ đi làm lo cho ba mẹ. Có ngôi nhà cho ba mẹ là được rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Có nghĩa là ước mơ của em là sẽ đi làm kiếm tiền để sửa nhà. Dạ đúng rồi. Ba mẹ. Dạ. Cứ mỗi lần gặp là hai mẹ con cứ cho anh làm nội đứng chứ đâu ngủ được đâu, mưa tạt cứ xong rồi nước nó cũng dơ nhà. Em nói gì? Ý là mỗi lần mưa lớn á thì nó tạt quá, đi qua nhà bên nội đứng cứ hết mưa kiểu gì cơ, nó cũng nước tạt á, nước cũng dơ nhà đẩy cho nó ngập á. Nước nó ngập lên hả? Dạ đúng rồi. Ngập lên gạch luôn hả cô? Dạ. Ngập như thế nào cô cởi con nghe với. Đi chạy vô nhà luôn, tại nhà thấp quá. Cô bây giờ làm cái công việc gì? Thôi, nó cắt lục bình á. Cắt lục bình? Dạ. Còn chú là xịt thuốc. Xịt thuốc mướn? Dạ. Ngày được nhiêu? Ngày được 100 mấy, 200. À, chú là xịt thuốc mướn ngày được 100 mấy, 200 thôi. Dạ. Con thấy ngoài sao là mình có hốc phân bò để mà trồng cây hay là mình bán? Dạ, bán lúc này mưa phơi không được á, phơi khô không được. Phơi khô để bán hả? Dạ. Bao nhiêu một ký? Một bao là 10 ngàn, 8 ngàn, 8 ngàn một bao. Bằng bao thức ăn của mình á. Dạ. Cái đó cũng bán để kiếm tiền thêm. Dạ đúng rồi. Bao hồi đó mượn tiền nhà nước á. Mua hồi đó có 30 rồi nhờ rẻ mất rồi. Còn thiếu nào. Nhà mình thấy không có cái gì quý giá cả à. Chỉ có hai cái giường thôi. Cái giường của người ta cho, cái tủ lạnh của gì cũng cho. Thấy căn bệnh có liên gì lo quá. Nếu như mà có ai chung tay sửa được ngôi nhà cho ba mẹ thì em thấy mừng chữ không? Em mừng. Ở nhà mình là có mấy người cô? Dạ, ba người mà con nhà nó được. Ba, mấy người liên? Có 4 người mà có 2 chị làm bên Sài Gòn là người ta có chồng có con rồi, người ta không có kiểu như cái có nhà. Cũng có gia đình ai nó lo. Mua nhà ta ở nhà trọ, đi làm công nhân ở nhà trọ đúng không? Rồi. Ba chị em. Dạ. Rồi bây giờ em là coi như là Út ở trong nhà. Dạ đúng rồi. Bây giờ Út bây giờ lại gặp tình cảnh vậy thì đâu có lo cho ba mẹ mình được đâu. Đúng rồi. Hỏi nó cô cứ khóc à. Hai mẹ con cứ ngồi lủi thủi khóc vậy á. Thì là mỗi lần mưa là nước nó ngập nhà con. Thậm chí là cái ông táo mà phải nặng từ đất sét nữa kìa. Đó, cái cảnh đó là mình thấy từ rất lâu rồi. Từ hồi những năm 90 rằng kìa. Chứ đâu phải là đến thời điểm bây giờ mình vẫn còn thấy như vậy. Bây giờ thì bếp ga nồi điện nhóc. Mà bây giờ vẫn còn nấu củi với lại cái lò đất sét kia. Thì cô bác của anh chị cũng hiểu được cái cảnh khổ đến nhường nào rồi. Ngày trước là đi sanh là cũng phải mượn nợ. Phải mượn xin tiền đi sanh đúng không Liên? Dạ đúng rồi. Em có thể kể cho cô bác của anh chị mà khi mà chưa xem được clip trước không? Kể lại cho anh nghe với. Và lúc là đi sanh là kiểu như bữa đó là em đi kiểu như đau bụng mà em cũng không đau bụng đó. Cái bữa đó làm em mượn tiền người ta đi sanh á. Ừ. Cái người ta nói là lên có ngày dậy sanh rồi đi lên nhập viện đi. Cái về em kêu mẹ nói bây giờ bác sĩ kêu nhập viện có tiền biết sao giờ. Cái bà với mẹ chạy đi mượn nợ. Dạ lúc mà lên tới bệnh viện được có anh chị mấy rồi. Cái người ta kêu đóng hết. Cái lúc là bữa tối làm ổ người ta kêu đóng 4 chị mấy. Cái đau bụng quá không có tiền, đợi mẹ lên lấy tiền đóng tiền tao mới mổ được.
Mà lúc mổ là Liên bị căn bệnh tim rồi lại bú cường giáp nữa. Dạ đúng rồi. Là phải ký một cái giấy sinh tử dạ. nữa. Cái người ta đòi chuyển lên Sài Gòn á. À. Cái là ba mẹ nói giờ không có tiền đâu, đi lên Sài Gòn mổ, Sài Gòn xanh. Ừ. Cái người ta nói cái mẹ ép người ta quá, cái người ta viết cái giấy gì đó. Ừ. Cho ba mẹ ký. Cái người ta nói nếu là xanh đó thì tới đâu phải tới đó. Mẹ ba với mẹ ký giấy. Lúc mà cái cảnh ký giấy rồi này kia, căn bệnh của mình là em lo dữ không? Dạ. Lúc đó thì bác sĩ nói với cô sao? Bác sĩ nói lên mỏ đó nó bị tim với mệt, lên mau nữa, nó nguy hiểm ấy. Thì em lên 6 giờ rồi đài đi. Nó mất 6 giờ, phải chịu. Là phụ nữ cũng khổ dữ ghê ha. Kể bây giờ là cô chỉ khóc rồi. Lúc đó là mượn tổng cộng là được bao nhiêu tiền, bao nhiêu người cô? Anh em ta cho mày chút chút vậy. Không được em nắm cái tiền đi. Mượn tiền người ta. Mày cho mày chút người chút người mấy trăm vậy. Ông bà mình nói có câu à, đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đi biển thì mồ côi một mình. Và thậm chí là đối với Liên á, cái việc của vượt cạn của Liên á, nó thậm chí là nó ảnh hưởng đến cả cái mạng sống của mình nữa. Ngoài đó thì còn cái sự dè biểu của hàng xóm, nhiều người người ta lại kêu ghiêu nữa đúng không Liên? Đúng rồi. Người ta lại nói mình coi kẻ cảnh là con gái chưa chồng mà lại có con nữa. Dạ. Lúc đó nghe em sốc dữ không? Dạ có. Vậy làm gì để em giật dậy tinh thần? Em cố gắng, cái nhiều khi người ta hỏi ủa không có chồng á, cái em nói là không có, chỉ có mình với ba mẹ. Thì lúc đó cũng chịu, cố gắng. Hiện nay là nhà của mình á. Anh ấy là cũng đến mùa mưa bão rồi. Mà ngôi nhà thì nó xuống cấp rất là trầm trọng luôn. Anh cũng nhận được một sự ủng hộ của mạnh thường quân. Tuy nhiên thì nó không đủ để mà mình sửa cái căn nhà. Và có một cái cô á, nhờ anh gọi đội của anh Hợp xuống đây để mà khảo sát ngôi nhà của mình, để mà đến đâu thì sửa được đến đâu thì hay đến đó, chứ không phải là cất được một cái ngôi nhà mới hoàn toàn. Anh cho em hay vậy, tại vì biết là mấy ngày qua thì mưa gió rất là lớn luôn. Mà cái việc mà em nói là đôi khi mưa lớn là phải đi ké nhà của ông nội hay là ké nhà ai đứng ở ngoài đó để mà đợi hết mưa hoặc là mưa nước nó ngập á, nên là nữ là cũng thấy rất là thương. Cũng gần một tháng rồi anh mới quay trở lại hoàn cảnh gia đình của mình. Mỗi ngày gia đình của mình là ăn cơm là tốn hết nhiêu tiền cơ? Tiền ăn nhanh nhất á. Dạ. Mua cái lục này kia, đồ gì là rẻ mình mua ăn. Đỡ gì? Đồ rẻ rẻ mua ăn. À, đồ rẻ. Dạ, dạ. Trời ơi. Bé dễ không? Dễ dễ ăn. Cũng may là bé nó cũng còn dễ cho nó khó mà nó nuôi mà kiểu dạng giống mấy đứa bé khác thì không biết xì sở sao nữa. Không có bú sữa, không có uống sữa mẹ được. Rồi phải uống sữa chợ hết à. Rồi, chi phí sinh hoạt mọi thứ, mọi cái nó tả nữa. Nó phải rất là nhiều tiền chứ không phải là đơn giản. Thôi quá. Thôi bây giờ thì anh cũng sẽ gặp anh Hợp trao đổi tí xíu. Thì cũng mong rằng hữu duyên cô chú anh chị sẽ chung tay nhau người được một ít để mình có thể sửa được ngôi nhà. Để coi như là một phần em báo hiếu với gia đình của mình, để mà chuộc lại những gì lỗi lầm và em sẽ cố gắng làm lại. Anh mong với cái ý chí và nghị lực của mình á, em sẽ vượt qua những lúc khó khăn nhất như là thời điểm này ha Liên ha. Cô ơi, cũng đừng có buồn trách Liên nữa mà luôn đồng hành và hỗ trợ Liên nha cô. Dạ, cảm ơn. Dạ. Hồ cũng có đi với anh Hợp, đi cũng quãng đường cũng khá là xa, khoảng hơn 150 km từ Đồng Tháp về lại huyện Châu Thành của tỉnh Trà Vinh. Sáng giờ mệt không? Anh Hợp thấy cái hoàn cảnh này sao?
không thấy hoàn cảnh đáng thương. Trong nhà thì dách lá thì cũng chống trời mưa tạt tạt út. Anh nãy giờ anh khảo sát ngôi nhà ngang nhiêu rộng nhiêu và cái hạng mục nào cần sửa thì hết. Giờ như có tiền thì nên xây hai cái dách hai bên với cái mặt sau đó trong nhà là xây ba dách. Xây ba dách. Mình xây lên gạch lên nó chịu nổi đúng không? Không tính ấy rồi xong hổ mình đủ cái đà dắp dòng phụ cái mình xây. Có nghĩa là mình xây gạch ba dắp lên rồi mình tô. Tô. Mình có tính sơ sơ được dự toán là như thế nào không? Với lại cái phần nền ở dưới á. Nền dưới có gạch rồi chứ khỏi làm không? Mưa cô nói là mưa bị thấp nó tràn vô nhà luôn. Gì hả? Mưa thấp hay? Cái đó mình không gạch. Còn nếu như mà xây phần dắp thì nó cũng đâu có nhiêu tiền đúng không? Đây là dự toán mới biết. Với hai nữa cái thấy khu vệ sinh chưa có cửa, với hai nữa chưa có giấy ngạch lấu gạch gì nó dơ. Đúng rồi. Ngày hôm nay thì anh Hợp cũng đồng hành với ở Trà Vinh này cũng được ba căn nhà đúng anh Hợp ha? Ba căn nhà cũng mong rằng hữu duyên á, cũng anh Hợp cũng đồng hành để mà mong rằng cái ngôi nhà này sửa lại á, cái nhà bếp đồ cho nó gọn gàng tí xíu, với lại xây mấy cái phần dách đồ lên, rồi cái ngôi nhà có thể nâng cấp cái phần nền lên là được rồi, nhiêu đó cũng đủ kín đáo cho gia đình những lúc trời mưa nắng rồi. Cũng mong rằng là anh em mình sẽ tiếp tục đồng hành ở cái ngôi nhà này hên Hợp ha. Cảm ơn anh đã nhín cái thời gian quý báu của mình để mà đi xuống đây để mà đồng hành với em ha. Chúc anh cùng gia đình luôn có sức khỏe. Rồi, cảm ơn anh. Và một lần nữa thì Bùi Hồ cũng chân thành cảm ơn ngày hôm nay có sự động viên của cô Su Lưu Hoàng ở Mỹ để mà coi lại coi khảo sát cái phần ngôi nhà là bao nhiêu. Rồi cảm ơn một cái chú ở Mỹ cũng đã đồng hành. Tuy nhiên á, đến thời điểm này á, thì Bùi Hồ cũng chưa biết cái ngôi nhà là bao nhiêu và dự toán là như thế nào, thì chắc có lẽ là Bùi Hồ sẽ công bố khi mà anh Hợp, Bùi Hồ để ở dưới cái phần bình luận á những cái hạng mục nào á thì cho cô bác quý chị biết được luôn. Còn bây giờ thì về hoàn cảnh của Liên thì cô bác quý chị cũng đã hiểu rồi đó, cực kỳ khó khăn và thấy đáng thương. Mình sẽ cố gắng, Bùi Hồ sẽ cố gắng đồng hành với lại gia đình như giúp cho ba mẹ của Liên á có một cái ngôi nhà nó ổn định cũng như chăm sóc cháu ngoại nữa. Còn mình xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý chị ở video clip sau ha.